bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng, và đây đang là một trong những cái sản phẩm công nghệ mà mình cực kỳ mong đợi hồi đầu năm 2018 này. Và như các bạn đã thấy trên hình rồi, đây chính là hộp của Gearfit 2 Pro. Và nó đương nhiên đến từ Samsung, cái này còn phải gì phải thắc mắc nữa. Cái phiên bản này nó là chính hãng thị trường Việt Nam và nó sẽ có cái màu đấy là đỏ đen. Trong video này thì mình sẽ cùng nhau unbox và trải nghiệm nhanh về cái vòng đeo tay theo dõi sức khỏe cực kỳ đã này nhá. Trước tiên đó thì sâu qua một chút về cái vỏ hộp thì cái phiên bản mình đang có đây là small, tức là nó sẽ có cái vòng dây nó hơi nhỏ phù hợp với những bạn có tay nhỏ giống như mình, hoặc là các bạn gái cũng có thể đeo được. Chúng ta sẽ còn có một phiên bản nữa cỡ lớn hơn. Thế này trong quá trình mua thì các bạn cũng phải lưu ý cái kích cỡ dây như thế này để tránh cho cái việc bạn nào tay thì nhỏ mà mua phải dây thì to, bạn nào tay thì to, cứ như kiểu là cái gì thì lại mua phải cái dây nó hơi nhỏ nhỏ. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ còn có một vài những cái thông tin, ví dụ như là nó có thể chống nước ở cái độ sâu 50m với chuẩn đấy là 5 atmosphere, hay chúng ta sẽ có GPS activity tracking, có đo nhịp tim tự động và sẽ có thêm một cái phần đấy là smart notification, tức là thông báo thông minh. Mở hộp ra. Yo. Thực ra mình mở hết rồi, mình đã kết nối luôn tới cả chiếc điện thoại của mình rồi. Mình chỉ show lại để cho các bạn mường tượng là bên trong khi mua mới thì nó sẽ có những gì. Các bạn sẽ có ở đây là một cái sách hướng dẫn sử dụng nhỏ nhỏ, nhưng mình tin là sẽ chẳng có bạn nào đọc đâu. Đây sẽ có một cái đốc sạc. Đó. Thì mình phải phê bình Samsung một cái đốc sạc này, cái dây cáp này nó gắn liền. Giá như mà nó mà sử dụng một cái chuẩn ví dụ như micro USB hoặc USB Type-C để mà tách riêng ra, nó sẽ gọn gàng hơn và cái đốc này nó cũng sẽ đẹp hơn. Được cái là bốn cái hút ở đây nó cũng khá là chắc, thế nên là các bạn vẫn có thể sạc pin một cách rất là chắc chắn. Ở đây là cái Gearfit 2 Pro thì mình đã kết nối đến trước Samsung Galaxy Note 8 rồi, thì lát nữa mình sẽ nói cụ thể hơn. Cái màu của mình nó sẽ là đỏ và đen kết hợp. Đây gần như là cái màu duy nhất của cái dòng Gearfit 2 Pro này rồi thì phải. Với thế hệ trước thì mình không thực sự thích ở cái điều đấy là nó hơi to. Nó to hơn cái này một chút xíu và nó có cái màu nó một đen hoặc một xanh gì đấy thì nó không phải là đỏ đen, mà mình thì lại chỉ thích đỏ đen thôi. Và bây giờ cái này sẽ có rất nhiều thứ thú vị. Và trong cái quá trình sạc thì các bạn sẽ chỉ cần đặt vào xong nó hít khá là chặt, các bạn thấy chưa? Đó, lắc lắc này còn không rơi cơ mà. Ok, thì đây chính là chiếc Samsung Gearfit 2 Pro này của mình. Thì như mình đã nói rồi, phiên bản này là đỏ đen. Và thậm chí là ở giao diện mặc định thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ cũng được thể hiện cái hình nền bằng màu đen và màu đỏ ở đây. Rất là tông xuyên tông và đẹp. Thứ hai nữa, đây là cái phần dây này. Các bạn có thể tháo và thay thế rất là dễ dàng. Trong quá trình mà các bạn muốn đổi kích cỡ dây, bấm vào đây, nhấc nó ra. Đó, rất là dễ dàng. Và các bạn đương nhiên cũng có thể thay được rất nhiều cái dây màu khác nhau hoặc là dây kích cỡ khác nhau. Thế nên nó cũng sẽ rất là dễ dàng trong cái việc mà các bạn muốn thay đổi kích cỡ tay sau một quá trình luyện tập, ví dụ ở tay to hơn thì chúng ta cũng có thể mua dây to để mà đeo một cách dễ chịu hơn. Ở phần lưng này chúng ta sẽ có một vài những vị trí chứa cảm biến, ví dụ cảm biến gia tốc, cảm biến chuyển động, hay là một cái đèn laser nhỏ để mà giúp các bạn có thể, mà không biết có phải gọi là laser không, nhưng nói chung là một cái cảm biến đo nhịp tim để có thể đo nhịp tim của bạn ở khắp nơi lúc nào cũng được. Bên cạnh đó thì hai cái chấu nhỏ ở đây chính là hai cái vị trí sạc để giúp các bạn có thể cung cấp năng lượng cho cái Gearfit 2 Pro này. Nói về thiết kế thì nó cũng không có nhiều sự thay đổi so với Gearfit 2, mà cơ bản cái form nó vẫn là như vậy. Nhưng mình cảm giác là nó gọn và nó ôm tay hơn. Cụ thể là trước đây mình không đeo được Gearfit 2, nhưng bây giờ mình đeo Gearfit 2 Pro thì nó cũng khá là hợp. Và có một điều nữa, các bạn sẽ có hai cái phím. Phím to bên trên là phím back, còn phím nhỏ bên dưới thì nó lại là phím home. Nó khác so với cái kiểu bình thường của các bạn. Phím nào to nhất bao giờ cũng sẽ là phím home. Và cái phím này nó cũng kèm luôn một cái menu để giúp các bạn có thể truy cập vào được những cái ứng dụng bên trong của Gearfit 2 Pro. Ví dụ là cài đặt này, máy nghe nhạc này, nhật ký 24 giờ, tập thể dục các bước, tầng nhịp tim, together là không biết là gì, cung cấp nước, caffeine, tìm điện thoại của bạn, đếm giờ, bấm giờ, lịch biểu, thời tiết, bla 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 bla. Đấy. Nói về giao diện của cái Gearfit 2 Pro này, nó rất là dễ trong quá trình mà các bạn sử dụng. Ở ngoài màn hình chính này, các bạn có thể vuốt sang bên trái để chúng ta truy cập vào khu vực Notification. Nó có thể thể hiện được tất cả các thể loại thông báo mà các bạn muốn push từ chiếc điện thoại sang đây, và có thể cài đặt trong mục ứng dụng để mà tắt bật cái thông báo của ứng dụng nào khác nhau. Chúng ta sẽ có thể vuốt từ trên xuống dưới để mở khu vực gọi là Quick Setting ấy, kết nối tắt Bluetooth, bật chế độ không làm phiền, truy cập máy nghe nhạc, bật cái chế độ đấy khóa khi mà chúng ta xuống nước, bởi vì cái này có thể giúp các bạn có thể đi bơi rất là dễ dàng. Nó có khả năng kháng nước chuẩn 5 ATM cơ mà. Bên cạnh đấy chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ sáng một cách rất là nhanh. Ví dụ bây giờ mình lên mức 7, nó sáng hơn và các bạn có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Nó cũng có thể giúp các bạn có thể kích hoạt chế độ ngoài trời bằng cách bấm vào cái
biểu tượng độ sáng này, để mà nó đẩy cái độ sáng lên đến mức 11 cao nhất, và nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể nhìn ngoài trời một cách dễ dàng hơn. Tuy rằng mình thấy tầm mức 7, mức 8 đã là ok lắm rồi. Cái màn hình này thì nó sử dụng cái công nghệ Super OLED, thì nên các bạn phải yên tâm về cái độ sâu về màu đen và khả năng hiển thị ngoài trời đi, còn chết. Vuốt sai thì chúng ta sẽ có những cái ứng dụng, ví dụ như là đây là đo calo tiêu thụ này, đếm bước chân, nhịp tim, rồi là leo tầng, tập thể dục các thứ, nạp lượng nước bao nhiêu, và chúng ta có thể cộng thêm một vài những cái shortcut caffeine lịch biểu. Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái lượng ứng dụng mà các bạn cài vào bên trong cái chiếc Gear Fit 2 Pro này. Và đương nhiên khi sử dụng Gear Fit 2 Pro thì sẽ không thể nào thiếu được những chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung. Và cái ứng dụng cần thiết để các bạn có thể sử dụng đấy là Samsung Gear. Thì mình đã kết nối vào đây là Gear Fit 2 Pro. Nó sẽ hiển thị những cái thông tin, ví dụ pin còn 73%, ước chừng thời gian sử dụng còn 2 ngày 3 tiếng. Bộ nhớ trong có 4GB thì đã ăn hết tầm 1GB 9 rồi, chỉ còn lại tầm 2GB 1. Và cái dung lượng RAM còn trống khoảng 198.4MB. Và ở đây chúng ta cũng có thể đề xuất được những cái mặt đồng hồ này, ứng dụng này, các bạn cũng có thể cài thêm vào. Với cá nhân mình thì mình thích những cái thứ gì nó mặc định, thế nên là mình sẽ để nguyên cái mặt đồng hồ mặc định. Nhưng mà thằng Duy Anh BS Channel nó khoe bảo là đội nhà nó có mấy thằng dùng được mấy cái thì mỗi người phải cài một cái mặt đồng hồ để cho nó đỡ giống nhau. Đấy. Nói chung thì với Samsung Gear Fit 2 Pro, mình thích sản phẩm này ở một điều, đấy là cái màu sắc của nó đỏ đen rất là đẹp. Cái phần thiết kế dây này các bạn có thể thấy là cái phần họa tiết cũng rất là gần guốc, kiểu nhìn gai góc, nam tính. Bên cạnh đó chúng ta cũng có một cái màn hình tốt hơn, thời lượng pin tốt hơn, cũng như là những cái tính năng bên trong thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể tập luyện một cách rất là dễ dàng. Đương nhiên mình sẽ có một video đánh giá chi tiết hơn về sản phẩm này sau một khoảng thời gian nữa mình sử dụng. Còn bây giờ thì sẽ chỉ là những chia sẻ cơ bản ban đầu mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên bấm like video và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ mình trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!